mất tiêu rồi. Cái đó phóng rồi. Ôi, cái chơi nó chui quá. Chú quá. Ông đi vô trong con đè như tôi vậy nè. Em mới đứng xuống đồ chứ xuống dưới chơi nè. Ôi, ăn cái cá này đôi cá khác đi. Rồi, đi qua đi, đi cho thẳng hướng đi qua đi. Đây tôi chặn đó nè. Đi vô đi bước vào luôn nè. Ui, cái chê bự kìa. Trời ơi, làm mấy con cá này nó quay chóng mặt nè. Con nào cũng thấy đừng. Chúa dỡ lên chúa mà. Trời, nãy kéo cũng được nhiều vậy đó hả? Kéo thầu ra. Trời ơi, cái ao kéo cá cũng ngon chứ bộ quay phim đâu kìa. Có con nào? Mấy con chứ không có. Má chỉ hết từ đây ra đó, xua mấy con. Hả à, không, bắt luôn. Cái con nào bự bác. Má, đúng xuống luôn đi. Quá thả rồi chứ luôn. Có cái mè nữa đi. Con rồi cơ mà. Đổ ra sao đi. Hồi nãy thấy cá lóc còn không? Không. Không có đâu. Bữa không còn mấy con tía? Còn. Vì là mất rồi. Nữa. Ủa mấy bữa nay bỏ nước thấp mà sao nó phóng được? Không ra thì cũng thối. Nước cũng như đây là nó phóng được rồi nè. Nước bữa nay độ thấp lắm. Tí mới bơm thì hôm qua thôi mà. Hay là mới phóng hôm qua nè. Những sao cái thi mà tao nhốt cái thi nó cao bằng con cổ nè. Nước ở dưới đáy tôi có chí nè. Là nó khói phun. Trời đất. Cái gì vậy? Đủ anh. Đủ anh. Này đi quán đi bán à, kéo lại cái nữa đó. Ủa, kéo quá.